Thủ tướng Anh, khả năng thực tế là Nga sẽ thắng. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 22 tháng 4 thừa nhận khả năng thực tế Nga sẽ giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông nói tình hình hiện tại khó đoán. Phát biểu trước báo giới ở New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Johnson nói Nga có một quân đội khổng lồ, nhưng ông chỉ ra chiến thuật hiện tại của Moscow là tăng cường pháo kích để làm suy yếu đối phương, theo CNN. Thủ tướng Anh cũng nói lực lượng Nga sắp chiếm quyền kiểm soát một hành lang trên bộ ở Mariupol. Tôi e rằng tình hình đến lúc này là khó đoán trước, chúng ta phải thực tế về điều đó. Ông Johnson cho biết anh đang tìm cách gửi khí tài bù đắp từ những nước như Ba Lan để họ có thể viện trợ vũ khí hạng nặng hơn cho Ukraine nhằm gia tăng khả năng kháng cự. Chúng tôi đang tìm cách gửi xe tăng đến Ba Lan để họ gửi một số xe T-72 cho Ukraine, ông Johnson nói, cho biết thêm rằng khí tài chống hạm cũng nằm trong nhóm được xem xét. Thủ tướng Anh cũng cho biết Đại sứ quán Anh ở Ukraine sẽ sớm mở cửa trở lại tại Kiev trong thời gian rất ngắn. Trong giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt, binh sĩ Nga rút khỏi các vùng xung quanh thủ đô Kiev để tập trung hơn vào mặt trận ở miền Đông và Nam. Trong số này, Mariupol và Donbass là hai mặt trận chiến lược. Hôm 21 tháng 4, Nga tuyên bố đã giải phóng Mariupol. Tổng thống Putin chúc mừng lực lượng Nga chiếm được thành phố Mariupol của Ukraine sau nhiều ngày bao vây, theo TASS. Tuy nhiên, Kiev chưa xác nhận mất nơi này. Người phát ngôn Điện Kremlin ngày 20 tháng 4 cho biết nước này đã gửi bản dự thảo thỏa thuận bao gồm các điều khoản cụ thể cho Ukraine và đang chờ Kiev phản hồi. Trước đó, giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định tiến trình đàm phán hòa bình với Nga gặp trở ngại do các diễn biến ở Mariupol. Thành phố này bị quân đội Nga và lực lượng ly khai thân Nga liên tục tấn công suốt nhiều tuần qua. Nơi quân Nga đã rút, người Ukraine vẫn cảnh giác. Mặc dù quân đội Nga đã rút khỏi một số khu vực ở Ukraine vào giữa tháng 4, tuy nhiên tại khu vực phía Bắc Sumy, lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn tiếp tục các chương trình huấn luyện để chuẩn bị tinh thần cho các cuộc tấn công tiếp theo có thể xảy ra. Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự hôm 24 tháng 2, giao tranh nổ ra tại nhiều thị trấn ở vùng Sumy khi quân Nga tiến quân đến thủ đô Kiev. Người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Sumy Dmytro Zivitsky cho biết, vào thời điểm đó, người dân nơi đây đã dùng mọi thứ sẵn có để kháng cự quân Nga, chẳng hạn như bom xăng tự chế. Từ giữa tháng 4, quân Nga đã rút khỏi nhiều khu vực ở Ukraine và quân Ukraine đã kiểm soát lại được vùng Đông Bắc vào ngày 8 tháng 4. Nhưng lực lượng bảo vệ lãnh thổ vùng Ukraine vẫn tiếp tục luyện tập sẵn sàng cho mọi tình huống mới. Anh Naza, một tình nguyện viên 28 tuổi trong lực lượng bảo vệ lãnh thổ cho biết, tôi không muốn ở đây, tôi muốn sáng tạo những thứ mới mẻ, chứ không muốn đứng đây cầm súng trường. Ý của tôi là vậy, nhưng khi không còn sự lựa chọn nào thì tôi sẽ ở lại. Gần 2 tháng chiến sự đã gây nên rất nhiều mất mát tàn phá ở Ukraine. Các nước phương Tây nói rằng Nga đang củng cố lực lượng để gia tăng hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine. Không thể biết được vùng Sumy có phải chứng kiến giao tranh nữa hay không. Mặc dù vậy, các lực lượng bảo vệ lãnh thổ địa phương đang chuẩn bị sẵn sàng. Số lượng người tham gia lên đến khoảng 1.000 người. Quân chính quy cũng đang đóng tại Sumy nhưng không rõ số lượng. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa có công văn khẩn kiến nghị Bộ Y tế xem xét tạm ngừng thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. TP.HCM kiến nghị chỉ yêu cầu người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe, sử dụng ứng dụng khai báo y tế trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Theo Ủy ban Nhân dân TP.HCM, việc ngưng khai báo y tế này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, khách du lịch đến hoặc về Việt Nam. Việc này cũng nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, triển lãm thực phẩm và đồ uống Hoa Kỳ đang được Phòng Nông nghiệp Đối ngoại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và các hiệp hội của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tổ chức tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện nhằm giới thiệu các sản phẩm nông sản của Hoa Kỳ đến thị trường các tỉnh miền Trung, góp phần tăng cường thương mại nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Triển lãm lần này trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc biệt của Hoa Kỳ như thịt bò, thịt heo, thịt gà, thực phẩm chế biến sấy khô và các loại thức uống đến người tiêu dùng Việt Nam. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Việt Nam đang là thị trường xuất khẩu thực phẩm và nông sản lớn thứ 8 của Hoa Kỳ. Tổng giá trị thương mại nông sản song phương của hai nước vào năm 2021 đã lên mức hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM tổ chức chương trình liên kết hợp tác kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của hai địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp làm du lịch phục hồi phát triển sau dịch COVID-19. Xin trân trọng cảm ơn. Tại chương trình, các đại biểu đã thảo luận về liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM tới tỉnh Quảng Ninh trên các lĩnh vực phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, qua đó phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của Quảng Ninh.
Đây còn là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong xây dựng sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư và các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch đến với Quảng Ninh trong năm nay. Hiện Quảng Ninh đã mở cửa hoàn toàn các dịch vụ du lịch, với quyết tâm thu hút trên 10 triệu lượt khách trong năm nay, trong đó khách quốc tế chiếm 1,5 triệu lượt. Thành phố Hồ Chí Minh xác định liên kết vùng là mục tiêu chiến lược của phát triển du lịch thành phố, trong đó liên kết phát triển những sản phẩm kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương là định hướng xuyên suốt. Các du khách thành phố Hồ Chí Minh xác định Quảng Ninh là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch đến Đông Bắc và kỳ vọng Quảng Ninh tiếp tục là địa điểm dẫn đầu cho khách du lịch khi đến Đông Bắc, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới đây. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho du lịch của Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị đóng băng trong suốt thời gian dài. Sau khi nới lỏng công tác phòng chống dịch và mở cửa đón khách trở lại bằng nhiều giải pháp kích cầu du lịch, vào thời điểm này du lịch biển đảo ở Lý Sơn đang có đà phục hồi nhanh. Hơn một năm đóng cửa, cơ sở lưu trú này đã mở cửa đón khách trở lại. Lượng khách đến lưu trú mỗi ngày một tăng. Từ dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương đến nay, cơ sở này đã đón khoảng 1.500 khách du lịch quốc tế. Cơ sở này đã đón khoảng 1.500 khách quốc tế đến tham quan. Khó khăn thời điểm dịch Covid thì khó khăn là cái lượng khách rất là ít. Thì riêng khởi sắc vừa rồi thì kinh doanh phục hồi lại thì cũng ổn định. Và khách sạn thì cũng lượng khách là phục hồi lượng khách tới 80-90%. Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trở thành điểm du lịch thu hút các đoàn khách tham quan, tìm hiểu lịch sử chủ quyền biển đảo. Qua 2 năm đại dịch thì nói chung là ở nhà cũng nhiều, rồi đã tham quan các đảo ở Việt Nam cũng khá nhiều. Mà còn Lý Sơn thì nói chung là cũng rất là thích đi nhưng mà chưa có dịp để đi. Tại vì ở cái Lý Sơn này nó có cái bề dày lịch sử nữa, có cái bề dày lịch sử nữa. Rồi nó cũng là một cái niềm tự hào của cái gọi là cái quân đội Việt Nam của chúng ta đây. Thành ra là phải đến thôi, phải đến để tìm hiểu. Từ sau Tết đã có gần 20.000 lượt khách ra tham quan, du lịch tại đảo Lý Sơn. Đặc biệt, lượng khách ra đảo tăng đột biến vào dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa. Điều này đánh dấu cho sự phục hồi mạnh mẽ trở lại của du lịch Lý Sơn sau đại dịch. Các sản phẩm du lịch mới đang được huyện Lý Sơn chú trọng để phục vụ tốt nhu cầu của du khách, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Cảm thấy đây là một nơi rất nên đến, rất là đẹp, có người rất chi là thân thiện luôn. Huyện Lý Sơn mở cửa phục hồi trong cái phát triển du lịch. Thì từ khi mở cửa đến nay thì chúng tôi ghi nhận rằng cái lượng khách đến với Lý Sơn trong thời gian qua là phải nói là tương đối đông. Cái dấu hiệu về phục hồi phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lý Sơn so với các địa bàn khác là có cái nét khởi sắc hơn. Sự phục hồi kinh tế giúp cho các hoạt động kinh doanh, nhất là các dịch vụ du lịch trên đảo Lý Sơn có cơ hội vượt khó sau thời gian dài điêu đứng vì vắng du khách. Thưa quý vị, giải thưởng Sao Khuê 2022 về giải pháp nền tảng dịch vụ công nghệ thông tin của Việt Nam đã tìm ra top 10 sản phẩm ICT xuất sắc cùng nhiều sản phẩm và dịch vụ chuyển đổi số tiêu biểu. Năm nay lễ trao giải diễn ra theo 5 chương trình: Khởi nguyên, Xuất dương, Nền tảng, Tiên phong và Tinh hoa là 5 khía cạnh định hình sự phát triển của công nghệ thông tin trong quá khứ và tương lai. Phóng viên Vân Chi thông tin chi tiết từ sự kiện. Vâng, thưa quý vị, vậy là sau gần 3 tháng phát động thì ngày hôm nay giải thưởng Sao Khuê 2022 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa đã chính thức được trao, vinh danh các nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin xuất sắc. Các nền tảng, dịch vụ, giải pháp số được lựa chọn và vinh danh nằm trong 21 lĩnh vực chuyên ngành thuộc 6 nhóm, bao gồm các sản phẩm, giải pháp số, các nền tảng chuyển đổi số, các giải pháp công nghệ tiên phong, các sản phẩm, giải pháp khởi nghiệp số. Các nền tảng, dịch vụ, giải pháp số được lựa chọn và vinh danh nằm trong 21 lĩnh vực chuyên ngành thuộc 6 nhóm, bao gồm các sản phẩm giải pháp số, các nền tảng chuyển đổi số, các giải pháp công nghệ tiên phong, các giải pháp sản phẩm khởi nghiệp số, các sản phẩm giải pháp phần mềm mới và các dịch vụ công nghệ thông tin. Năm 2022 là năm Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số ở mọi ngành trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Với mục tiêu này thì giải thưởng Sao Khuê 2022 với nhiệm vụ tiên phong là xung kích chuyển đổi số sẽ tiếp tục sứ mệnh lựa chọn và quảng bá, xây dựng thương hiệu các nền tảng số, dịch vụ số, giải pháp số, góp phần nhanh chóng đưa các giải pháp số vào giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội,
hướng tới tạo dựng những hệ sinh thái số hoàn chỉnh cho tất cả các ngành và các lĩnh vực. Thưa quý vị, Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa chính thức được đưa vào hoạt động. Điểm nhấn đáng chú ý của công trình này là người dân, doanh nghiệp và các sở ban ngành có thể tương tác dễ dàng hơn thông qua hệ thống nhờ ứng dụng hệ thống trợ lý ảo. Khu vực này được xem là trái tim của hệ thống điều hành thông minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt tại đây thì để giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, trung tâm điều hành thông minh này đã được tích hợp hệ thống trợ lý ảo. Đây cũng là hệ thống đầu tiên trong cả nước được triển khai tại đây. Trợ lý ảo là để phục vụ lãnh đạo tỉnh có thể gọi hỏi qua hình thức là AI cùng với cái công nghệ AI đưa vào sử dụng thì việc đáp ứng các câu hỏi của người dùng sẽ càng được tốt hơn. Hiện nay, Trung tâm Điều hành Thông minh đã thu thập dữ liệu tập trung của 14 sở ban ngành và công khai hiển thị dữ liệu trên hệ thống, tạo hệ sinh thái dữ liệu mở, giúp cho tất cả cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương có thể truy cập để dùng chung. Đối với cái Trung tâm Điều hành Thông minh, đây là một cái hoạt động giúp cho tỉnh để theo dõi, giám sát các cái hoạt động của cơ quan nhà nước. Đó, rồi các cái hệ thống quản lý nhà nước để làm sao giúp cho mình tiếp thu những cái thông tin một cách chính xác nhất, kịp thời nhất để đưa ra quyết định nhanh nhất, hiệu quả nhất. Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, việc tăng cường ứng dụng công nghệ như Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ giúp hạn chế giấy tờ hành chính, đơn giản hóa công tác giám sát, điều hành, công khai, minh bạch thông tin, tạo nên sự tương tác dễ dàng giữa chính quyền với nhân dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, tập trung ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời gian tới. Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tại hội thảo gỡ nút thắt quy hoạch Hải Phòng đón sóng đầu tư bất động sản do báo Tiền Phong phối hợp với Sở Xây dựng Hải Phòng tổ chức vào sáng nay. Bên cạnh việc giải quyết chỗ ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, Hải Phòng đang phải giải quyết hơn 5.500 căn hộ chung cư cũ. Vì vậy, thành phố sẽ ưu tiên cho nhà đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội với mức giá hợp lý nhằm tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất có được nơi an cư để yên tâm làm việc. Với kinh nghiệm cải tạo chung cư cũ trong thời gian vừa qua, Hải Phòng đặt cao nhiệm vụ trọng tâm này trong thời gian tới, qua đó giúp người dân có nơi ở mới an toàn, khang trang và tiện ích hơn, đồng thời giải quyết vấn đề an sinh xã hội, kết hợp chỉnh trang đô thị của thành phố. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, mô hình nhà phố thương mại Shophouse được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tại các dự án, Shophouse luôn được thị trường hấp thụ rất nhanh bởi đây là sản phẩm 3 trong 1, vừa ở, vừa kinh doanh, lại vừa có khả năng sinh lời. Hầu hết sản phẩm nhà phố thương mại sẽ được cộng hưởng thêm nhiều ưu điểm về quy hoạch, hạ tầng, giá trị thương mại và không gian sống của một khu đô thị lớn, có thể đón lưu lượng lớn nguồn khách hàng tiềm năng. Tại dự án Game Skyward của nhà phát triển dự án Tập đoàn Đất Xanh, Shophouse được ưu tiên đặt tại vị trí mặt tiền trên đại lộ thương mại và nằm dọc những tuyến phố lớn thuộc các phân khu trong khu đô thị. Với vị trí thuận lợi, nhà phố thương mại tại đây không chỉ đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà còn đảm bảo chất lượng sống tốt nhất cho cư dân. Từ vị trí này, gia chủ có thể thuận lợi di chuyển và tiếp cận các tiện ích nội khu như công viên trung tâm Game Sky Park, Clubhouse, trường học, hệ thống trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe. Có diện tích từ 120m² đến 198m², Shophouse tại thành phố sân bay Game Skyward được thiết kế thành 4 tầng, 1 trệt, 3 lầu, tạo nên tổng thể liền mạch và tối đa hóa chức năng không gian. Theo đuổi phong cách biophilic đặc trưng với không gian mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên hay trồng nhiều cây xanh xung quanh, phủ xanh toàn bộ không gian nội, ngoại thất, Shophouse tại Game Skyward phù hợp với xu hướng kinh doanh dịch vụ hiện đại. Những tuần trước giá rau củ tăng do giá xăng tăng thì những ngày gần đây giá rau củ tại Hà Nội đã có xu hướng giảm nhẹ, mang lại tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng. Theo đó, tại các khu chợ truyền thống như chợ Mỹ Đình, chợ Nghĩa Tân và các sạp hàng buôn bán nhỏ lẻ cho thấy giá rau xanh đang có xu hướng giảm nhẹ từ 10 đến 20%.
Nếu như ở các chợ truyền thống, giá rau củ giảm nhẹ, thì tại hệ thống siêu thị cũng ghi nhận mức giảm rõ rệt. Cụ thể, giá rau cải xanh 30.000 đồng 1 kg, rau cải ngọt 30.000 đồng 1 kg, rau muống 27.800 đồng 1 kg. Mặc dù giá rau củ giảm nhẹ, nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho người tiêu dùng. Được biết, trước áp lực giá rau củ, giá xăng dầu đồng loạt tăng vào đợt tháng 3 đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu của nhiều hộ dân trên địa bàn Hà Nội. Thậm chí rất nhiều các quán ăn, nhà hàng đều đồng loạt treo biển tăng giá, với lý do biến động thị trường rau củ, xăng dầu đều đã tăng lên rất nhiều.